Thật ra là chung kết thế giới năm ngoái ám ảnh em hơn. Chung kết thế giới năm ngoái nó cứ lẫn vẩn trong đầu em hơn là chung kết thế giới năm nay. Lại là lao vào tìm kiếm Buma Yuzi. Buma vẫn... Này, đây là cái phim tài liệu của LCK sản xuất. Để mở lên đã. Này, đây là cái phim tài liệu do LCK sản xuất về chung kết thế giới 2023. Thì tên của nó là Foresight. Foresight này là tầm nhìn. Fore này là đại diện cho 4 đội LCK ở tại chung kết thế giới 2023. Nhưng mà nó cũng có một cái ý nghĩa khác, mình không biết là có dùng không. Là Foresight là cái từ tiếng Anh, khi mà các bạn viết cái chữ Foresight là F-O-R-E sight á, thì nó giống như là nhìn trước tương lai hoặc là nhìn xa trông rộng gì đó, thì nó có cái ý nghĩa đó, kiểu kiểu như vậy. Thì là đọc thì nó cũng y chang nhau, không khác gì hết. Thì đó là về phần tựa của cái này. Rồi chúng ta vô bắt đầu. Giấc mơ. Đó là một giấc mơ. Nó đang nói về chung kết thế giới. Chung kết thế giới là một cái sân khấu trong mơ để thể hiện kỹ năng của mình. Một ngọn núi lớn mà tôi phải vượt qua. Bốn góc nhìn. Như vậy là tên chính thức của nó là Bốn góc nhìn, Four Perspective. Chúng tôi cũng được đánh giá cao tại chung kết thế giới. À đây là nói về giai đoạn lần trước. Kingzo Longzhu. Shoemaker nói là hồi đó là chơi game là chỉ thấy vui thôi. Ai cũng hồi hộp, nhưng mà lúc đó tôi chơi game tôi thấy vui thôi. Thời xưa. Là chúng tôi chỉ tập trung vô game, không quan tâm đối thủ, kiểu như là chỉ nhìn về phía trước. Tunnel vision là chỉ nhìn về phía trước thôi, không có nhìn qua nhìn lại, nhìn thẳng. Thì lúc đó tôi rõ ràng là một tân binh thiếu kinh nghiệm. Tôi cảm thấy là mình dành rất là nhiều tôn trọng khi xem những vận động viên khác thi đấu. Khi ra chắc đang nói về giai đoạn mà nó còn là rookie á. Thì giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Tôi cảm thấy là mình trưởng thành hơn. Tôi có cái góc nhìn rộng hơn. Kira cũng là giờ em cũng có được nhiều kinh nghiệm và cũng tiến bộ khi mà chuẩn bị cho các trận đấu. Thì là em tự tin một cách hoàn toàn. Sót giới thiệu lần đầu tiên vòng Thụy Sĩ có mặt ở chung kết thế giới KBS Arena. Đây là chung kết thế giới đầu tiên của em ở tại Hàn Quốc, cho nên là rất là dễ để chuẩn bị. Tiếng cổ vũ của khán giả là giúp cho em rất là nhiều. Nên mình dịch là tôi đi cho nó dễ ha. Tôi tiến vào nhà thi đấu và nghĩ rằng là mình sẽ ít hồi hộp hơn, bởi vì đang ở Hàn Quốc mà. Nhưng mà tự nhiên tôi lại hồi hộp. Trận đầu tiên thì đã thắng. Hay quá, đánh với game. Mà hơi thất vọng vì không thể hiện được hết. Ở trong vòng Fast Zoom là vòng phòng của phóng viên. Nội chiến LBL. Ai cũng la lên kịch bản rồi. Sau đó lại nổi chiến LCK. Tất cả mọi người đều im lặng. Sâu lầm là tự nhiên im lặng, trầm mặt lại. Sao thằng cha này là phóng viên Hàn Quốc, phóng viên của Hàn Quốc.
tôi nhận ra rằng lẽ ra mình không nên cười người ta. Vừa mới cười hai anh LPL đánh nhau, thế bốc luôn T1 Genji. Cười người hôm trước, 5 phút sau bị cười tiếp luôn. Hồi coi bốc thăm rất vui. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải gặp họ sớm đến như vậy. Gặp Genji thì không vui chút nào cả. Gặp ngay vòng Thụy Sĩ, khi bốc trúng T1, chúng tôi kiểu như nữa hả? Chúng tôi tập trung chuẩn bị cho việc thi đấu mà thôi. Rumble thì sao? Nó có mấy con tướng mà không có độ cơ động cao. Rumble thì sao? Ok, bứt Rumble. Atlas này là bình luận viên của LCK tiếng Anh, kêu là nó ngạc nhiên khi mà Doran biết Rumble và thể hiện tốt. Thật ra tôi không muốn ăn mạng pha đó. Tôi chỉ muốn cấu máu thôi. Nhưng mà Faker chống cự dữ dội quá, cho nên là đội của tôi đã tới để hỗ trợ. Dẫn tới một pha có lợi cho chúng tôi. Là cái pha vừa rồi, pha Faker tốc biến để chơi Doran. Pha đó cũng là một pha mà góp phần giúp cho Genji đã khai thác được. Tại vì cái tốc biến của Faker bị mất á, nó khiến cho bên Genji dễ chơi hơn nguyên một cái đoạn 3 phút đó. Hình như sau đó giết được Faker thêm 2 lần. Cái tốc biến nó rất là quan trọng đối với T1 luôn. Đây là phỏng vấn sau khi thua Genji. Các vận động viên của T1 tỏ ra rất thất vọng bởi vì đã thua Genji một lần nữa. Nhưng mà T1 có rất nhiều kinh nghiệm. Ý sao? Ý bạn này là sao? Ý là thua Genji nhiều quá quen hả bạn? Ê bạn phóng viên. À không, T1 đã có nhiều kinh nghiệm ở những giải đấu đỉnh cao. Họ có những thất bại ở những giải đấu đỉnh cao, cho nên là họ sẽ không sụp đổ. Kira kêu là đánh ngu thua thôi. Đơn giản mà. Chắc là phóng viên hỏi mà chia sẻ về lý do thua Genji được không? Hỏi như hỏi. Đánh hay thắng, đánh thua cũng ngu thua. Đây, Kira. Gọn. Đánh hay thắng, đánh ngu thua. Dựa trên màn trình diễn của chúng tôi sau 2 trận thì chúng tôi sẽ vào được tứ kết. Cả đội đều biết điều đó, cho nên cả đội đang dùng cái trận thua này làm cái động lực để nỗ lực nhiều hơn. Chúng tôi đã tập những vị tướng như Renata, Ba, Senna, nhưng mà không ai chơi cả. Chỉ có một mình T1 đánh những con tướng đó thôi. Mọi người đều chơi những cái lựa chọn khác hẳn, đánh những cái lựa chọn tăng tiến sức mạnh giống như mùa xuân. Cho nên là chúng tôi bị băn khoăn, không biết có nên chơi theo kiểu của mình hay không. Cho nên là trong trận với Genji, chúng tôi quyết định chơi theo meta của các đội khác và đánh kém, cho nên là thua. Sau đó thì đi về nhà và quyết định là phải chơi theo meta của mình, tại vì chúng tôi phải tin rằng mình đọc meta chính xác sau cái trận thua Genji. Sau đó thì T1 đã thay đổi hẳn kể từ trận gặp Cloud9 này. BOG là một đội mạnh. Bin, El, Swin không thể ngăn cản. Tôi cảm giác là mọi thứ thay đổi ở trong trận đấu này.
khi mà Tiêu Anh thắng 2-0 mà không gặp khó khăn gì. BLG là một đội mạnh. Tôi nghĩ là BLG là một cái thuốc thử tốt. Sau cái thắng lợi đó thì chúng tôi càng tự tin hơn về cái độc meta của mình. Tôi rất là muốn xem phần bốc thăm. Có một cái màn hình ở trong cái chỗ đang phỏng vấn, gần chỗ phỏng vấn. Thế là tôi cứ nhìn. Và khi là lại một cuộc nội chiến LCK hiện ra thì là tôi lại wow. Vui đây. Ác này ác. Quả báo đến chậm nha Kyria. Mày năm sau là Riot nó bốc cho mày toàn LCK, lúc đó mày cười đi. Ác nè. Thấy người ta bốc vô nội chiến cười ha 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 vui nè. Xong mấy cơ kêu em đâu muốn gặp KT đâu. Nhưng mà nếu mà muốn đi tiếp thì bắt buộc phải đánh bại được KT. Em sẽ cố gắng chơi tốt. Em chỉ muốn được chơi, muốn được thi đấu tốt thôi, muốn thi đấu tốt rồi. Đi đi kêu bốc thăm như bùi. Nhưng bốc thăm như bùi, chúng tôi tụi em vô mấy cái lá thăm mà chẳng không tả được. Thế là tụi em bốc chúng, mấy thằng kia nó bốc, nó bốc cho em vô đi blood kia luôn. Cho nên là em rất là lo lắng. The second time around was the matchup I didn't want to happen, because I felt like both of these teams should have been capable of taking down any other opposition. In theory, D plus being able just to roll over the top. I think that if you had been able to get yourself into a position where you can just win game one and then cruise through, then it could have been a possibility for D plus. And it was almost that. Atlas kêu là nếu như là D plus Gia mà thắng cánh trên là có khả năng thắng rồi. Theo cá nhân tôi thì DK đánh một cái đội hình mà phải đánh ở early game. Và thật ra DK là một đội biết cách để dẫn trước ở early game. Nhưng mà sau khi một cái pha Baron, một pha Baron đánh ngu như heo thì mọi thứ thay đổi hẳn. Chúng tôi đã sau mấy cái nó kêu là chúng tôi đã có những cái quyết định khác nhau. Different call là mỗi thằng call một kiểu. Trước đó thì chúng tôi có một pha bắt lẻ. Và sau đó thì sau pha đó thì tôi không có, tôi đã không có chiêu cuối với lại không có tốc biến. Cho nên là tôi không muốn đánh Baron. Nên tôi mới nói là đợi Aphelios có GA, có giáp thiên thần đã, rồi hãy đánh Baron. Tức là pha này là thằng sau mấy cơ không muốn đánh tại vì nó không có tốc biến. Nhưng team vẫn côn đánh. BDD đồng ý. BDD kêu là họ đã mắc sai lầm trong việc đưa ra quyết định. Là tại vì thằng Showmaker không có tốc biến nên giết dễ quá. Pha đó đã quyết định toàn bộ game đấu.
This happened into D+ in the regular season of the LCK. Thì cái cảnh mà D+ kia dẫn trước với lại sau đó lại quăng game là nó đã xảy ra rất thường xuyên ở tại LCK rồi. That he always seems to get against D+. It's just always been his way. Đối phương có phạm sai lầm hay không? Bạn khai thác như thế nào? Thì BD nói là tôi nghĩ là họ đã phạm sai lầm. Và tôi cũng dự đoán được là cái pha tốc biến của anh ta. Pha hoa này cũng giống giống pha Faker đẩy ruler. You have a game like that that is in your hand and then it all just gets swept away by the Emperor of Shurima himself. Like, thì ý là cái pha này là DK là có lợi thế xong đánh rơi cái game đó, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới tinh thần thi đấu. Chia sẻ của thằng Atlas. Chúng tôi đã rất thất vọng khi mà thua game 1. Đang chơi tốt nhưng mà lại tự phạm sai lầm. Nên điều đó đã khiến chúng tôi sụp đổ. Câu chuyện kéo dài nguyên một năm luôn. DK thua cùng một cách trong xuyên suốt năm 2023. Giọt nước tràn ly. Kênh nhìn đi luôn. So với cơ chia sẻ là em rất là buồn. Mất tinh thần. Vô hồn luôn, mất hồn luôn. Giống như một giấc mơ vậy. Cực kỳ thất vọng. Em nghĩ là tôi có thể chơi tốt hơn rồi. Đối với showmaker thì việc bị loại ở vòng Thụy Sĩ là một thất bại thật sự. Cá nhân tôi nghĩ là bởi vì anh ta đã trải qua thất bại rồi, cho anh ta có thể chịu được sức ép và chơi tốt hơn. Nên tôi nghĩ rằng cái thất bại này là một cái có thể là một bước tiến lớn đối với showmaker. Tôi đã học được vài thứ. Tôi đã có rất là nhiều suy nghĩ tiêu cực ở năm nay. Nhưng mà tôi đã nhận ra một điều là tôi muốn có một sự nghiệp kéo dài. Tôi nghĩ rằng là sau năm nay lẽ ra tôi đã phải nghỉ một thời gian. Nhưng mà đã có rất nhiều cổ động viên cổ vũ. Cho nên là tôi nghĩ rằng việc nghỉ thi đấu nó sẽ không công bằng đối với họ. Tôi sẽ nỗ lực tập trung để chơi tốt hơn ở năm tới. Tôi sẽ thi đấu cho tới khi nào mà các bạn chán tôi thì thôi. Korea. It is time for our second quarterfinals matchup between LCK champions Gen.G and the LPL's second seed BLG. Hôm nay cảm thấy như thế nào? Hôm qua em ngủ rất ngon. Em cảm thấy rất là tốt. Bạn nghĩ gì về đối thủ ngày hôm nay? Chúng tôi có thể đánh bại họ. Phải tính. Cá nhân em rất muốn gặp BLG ở tứ kết. Tụi em đã có kỷ niệm không đẹp với lại họ ở MSI. Và tụi em đã không gặp các đội LPL trước tứ kết. Cho nên em nghĩ rằng đó là một cái, tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt để thể hiện. Especially when it came to playing around the bottom side of the map, I felt like ONS tournament wasn't very, very good. I actually had Gen.G as favorites for the tournament. They looked extremely good. Atlas cũng chia sẻ là nhìn phong độ của BLG không tốt lắm. Rồi Gen.G là đội toàn thắng vòng Thụy Sĩ, cho nên là Gen.G là đội được đánh giá cao hơn hẳn. Nhưng mà tới lúc đó thì Gen.G mất phong độ hoàn toàn trong trận với BLG. Duran có mạng trước. Gen.G có được một cái khởi đầu tốt. Nhưng mà Bin đã không hề nao núng trong giai đoạn đi đường. Và thật sự là thằng này là Hàn Quốc, cho nên là xem cái giai đoạn đi đường đó là cảm giác rất là khó khăn. Mặc dù có mạng trước nhưng mà Bin vẫn gõ Doran như con. Bin là một vận động viên có lối chơi rất khó chịu, cực kỳ khát máu. Devour available for Delight. Pace dodges the Berserk for the hostile takeover. Already finds one. And Bin is done.
With this game, the Elder secure pace, tries to dash away, but Bin puts him in his place as BLG. Enoch follows suit and BLG playing with Gen G as they clean it up to go 1-0 up in this quarterfinal. Game 2 thì việc chọn đội đỏ đối với tôi là hơi khó hiểu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng nên thử. Thì bạn có thể thay đổi cái chiến thuật của mình nếu như ván đầu tiên mà kết quả không tốt. Nhưng mà bây giờ mà nhìn lại thì thật sự là thất vọng khi chuyển qua đội 2. Mỗi cái đội hình thì có một cái lối chơi, một cái ý tưởng triển khai khác nhau. Tôi không nghĩ là vấn đề nằm ở cái đội hình mà là cách chúng tôi thi đấu không tốt. Và đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Cái cấm chọn này là mọi người đồng ý với nhau, cho nó không phải là lỗi của một cá nhân. Thì bên phía của LCK và Genji đều muốn nói rằng là cái chuyện mà đội hình nó không phải là lý do nhất. Và mình, đây là cái điều mà mình cũng hoàn toàn đồng ý với góc nhìn này. Đánh thua là do ngu. Đừng có lúc nào cũng đổ do đội hình nhiều quá. Một cái đội hình, ví dụ như mình nói thẳng luôn, các bạn cứ đem con Javan nó ra nói hoài. Con Javan đánh thì Genji nó vẫn thắng được đúng không? Genji đã thắng những game đấu mà bên kia đánh Javan rồi. Thì tại sao là cứ đổ hết cho đội hình? Mà chỉ đơn giản là đánh ngu thì thua thôi. Tối ngày cái đội hình hoài. Thì đó, thì như là cái đoạn này thì tức là cả như thằng Atlas này rồi thằng Dora nó cũng muốn khẳng định là một điều là nó thừa nhận là đánh thua là do đánh ngu, tụi nó triển khai không tốt, chứ đừng có đổ vô cái đội hình. From Delight, that shield coming out, keeping pace topped up around 300 health. The heal early here as they look for the chase. Elk and On both have their flashes. Elk already invested a ghost flash forward, twisted advance, knocked back onto On. Nè, nếu như pha này đánh hay, nè, Javan đâu rồi? Áp lực từ Javan đã khiến cho bộ ba của Genji thua pha rồi, 3 đánh 2 này. Thua chắc chắn là do con Javan. Sự tồn tại của Javan trong game đấu này trừ IQ của Genji đi. Wow, highlight của Javan trong tay của Xuyên. Really shouldn't have happened, but the compounding effect of that failed gank with then topside and Peanut not being able to get things done, and this goes over the first few games, right? Some of it was unlucky, but most of it was rush. It felt like this was a team with pressure on them that shouldn't have even been there. 어떤... Chúng tôi đã bị dẫn trước 0-2. Rất nhiều sức ép. Tinh thần của tôi đã bị xuống một tí ở thời điểm đó. Một ván thua nữa là cúc. Cho nên là chúng tôi đã chuẩn bị bước vào game 3 với một tinh thần là chúng tôi có thể comeback được, có thể lật cờ được, và có một cú lội ngược dòng. Doran là người chơi tốt nhất ở game 3. Thật không dễ để mà có thể thắng được Bin. Nhưng mà Doran đã là người chơi nổi bật nhất ở trong game đó. Game 3 là một cái màn trình diễn cực kỳ sáng của Doran. Cái từ mà, đây là CV Max nè. C-Mac là một người cũng gắn bó với Doran rất là nhiều nha. C-Mac là người đã gọi là đào được Doran và cũng có thời gian gắn bó xây dựng cái giai đoạn đầu á, nền tảng của Doran là do C-Mac dẫn dắt trong giai đoạn đầu. Unexpected, bất ngờ, không ngờ tới là một cái từ mà tôi muốn dùng ở đây. Doran là số 1 ở cái mặt này. Đối với người bình thường thì có vẻ như là bất ngờ. Nhưng mà với Doran thì có vẻ không phải là như vậy. Doran có vẻ như nghĩ là nó chỉ là một cái thứ, một những điều căn bản thôi. Doran là người đã truyền niềm tin cho Genji ở trong giai đoạn này.
Delight! And Delight goes in. On trying to keep Elk alive. The pop bottom comes out just in time from Yagao. But Yagao is gone. And BLG might be too. Elk trying to do everything he can. But Elk has been mounted on a wall. Delight survives. BLG die. It's game five, a reverse sweep on the cards for Gen G. And Busan and all Korea are behind them. Sau game 4 thì không khí có vẻ tốt hơn. Chúng tôi cảm thấy là chúng tôi đang có cái đà tốt. Momentum là cái đà. Bước vào game 5 thì tôi khá tự tin. Họ đã có thể thắng game 5. Họ đã có lợi thế trong khoảng thời gian ban đầu. Akali farm rất tốt ở mid, cho nên là đã sẵn sàng để tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau. Nhưng looking to hit him, he dashes back in with the invisible voyage, brings him forward, and Chovy is shut out of the fight. BLG find two. Doran bị bắt ở mid và bị hạ gục trước khi mà hóa Na khổng lồ. Xong Akali đi theo. Javan EQ vô và giao tranh nổ ra. Tôi nghĩ rằng là chúng tôi nên giao tranh, nên đánh nhau. Tôi nghĩ đó cũng là một cái cơ hội tốt, cho nên là chúng tôi đã bắt đầu giao tranh. Và tôi là người côn chính, nhưng mà mọi thứ nó có thể tốt hơn nhiều nếu mà tôi né được cái pha lệnh sóng âm Oriana với đồng hồ. Tôi đã chơi không tốt. Tôi gần như là chưa bao giờ bị đổ mồ hôi lạnh khi mà thi đấu. Cold sweat là đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà tôi cảm thấy một cái gì đó không ổn khi mà nhà chính bị nổ ở game 3, game 5. Bây giờ nghĩ lại thì tôi nghĩ là cái thất bại đó là một cú sốc lớn đối với tôi. Doran's world I think will ultimately feel disappointing, but I don't think it will feel more disappointing to anyone than it does to Doran himself. Thì Atlas nó kêu là chắc chắn đây là một cái kết quả thất vọng, và chắc chắn là không ai thất vọng bằng Doran với cái kết quả này của Genji. Doran đã tìm được một cái sự ổn định nào đó LCK, nhưng mà tới chung kết thế giới là tất cả lại sụp đổ. Let it give him more confidence moving into to the next season of the LCK and allow him to build on what he'd been able to create for himself this year, especially in the LCK. Atlas thì là cũng hy vọng rằng là Doran có thể sau cái thất bại này thì sẽ cố gắng tìm được một cái sự tự tin để tiếp tục xây dựng được những cái thành tích tốt ở tại mùa giải tới. 2023 quarterfinals live from the Sajik Indoor Gymnasium in Busan, South Korea. And today, tournament favorites JDG are aiming to make it 2-for-2 against the underdogs of KT Rolster. Bi kịch. Tôi đã có rất nhiều sự tự tin. Ngày hôm đó tôi cũng cảm thấy rất là tốt. Và tôi thực sự là hào hứng để đến nhà thi đấu và nghe được tiếng cổ động viên mà cổ vũ cho mình. Không thể chờ được việc được ra thi đấu. Xong rồi vô. Phỏng vấn nói hay lắm. Xong rồi cái ngày hôm đó lúc mà hỏi em cảm thấy như nào, buồn ngủ, cười. Hay là phần phỏng vấn nào là phần nói dối? Phần phỏng vấn em hào hứng, em không thể nào chờ được việc được thi đấu. Đang set up, em thấy làm sao? Buồn ngủ. bây giờ thì em buồn ngủ, nhưng mà khi thi đấu thì em sẽ thấy ổn hơn. Nay em nhìn cũng ok á. Lúc này em cũng cười mà. Ok.
체크 좀 오래 하신 거 같아요. 네? 오늘 체크를 오래 하신 거 같아요. 네, kiểm tra kỹ quá ha. Em muốn dùng tất cả thời gian để có thể kiểm tra thật kỹ. Em đã sẵn sàng để đánh bài hạt giống số 1 LPL chưa? Cả đội lúc nào cũng chuẩn bị cấm chọn và tất cả mọi thứ. Những cái lựa chọn nào bạn đã chuẩn bị để đối mặt với lại Oriana? Là bên phỏng vấn họ là em đã, bạn đã có những cái chuẩn bị nào để đối mặt với cái lựa chọn Oriana của Nai? Bí mật. Nhưng mà đội đã có hơn 4 lựa chọn. Azir nè, Syndra nè, Akali nè. Cái này là mình cũng chia sẻ thêm nè. Cái góc nhìn mà lý do thua, anh em để ý khi mà hỏi vận động viên, để mình chia sẻ góc nhìn thôi nha. Lúc nào tụi vận động viên 90% khi mà hỏi về những cái trận đấu mà tụi nó thua, tụi nó không có nói là do cấm chọn đâu. Gần như là 90% tụi nó sẽ nói là pha này pha kia nó xử lý sai. Tại vì các bạn biết làm sao không? Tại vì khi mà đã chốt cấm chọn rồi là bản thân tụi vận động viên tin rằng nó có thể thắng với những con tướng đó. Đây là mình không nói, đây là mình không nói là ai đúng ai sai nha. Mình đang chỉ giải thích cho các bạn thôi. Chứ mình không nói là các bạn đúng hay là đội đúng hay là gì cả. Mỗi người cũng sẽ một cái góc nhìn khác nhau. Nhưng mà tại vì khi mà tụi vận động viên nó đã thi đấu á, nó đã lấy con tướng đó, nó đã chốt con tướng đó khóa vào để đánh, thì luôn luôn tụi nó nghĩ rằng con tướng đó đã là đúng rồi. Và nếu như có thua, nó là do tụi nó xử lý kém thôi, chứ không phải là do là những cái lựa chọn đó. Thì đó là cái góc nhìn mà đa phần mấy đứa game thủ thì nó sẽ là như vậy. Thì nó sẽ, tại vì cái, nhưng mà các bạn biết như thế nào, game thủ nó phải nghĩ như vậy. Tại vì nếu đổ thừa cho cấm chọn thì nó sẽ không tiến bộ được. Tại vì đổ thừa cho cấm chọn thì nó là cái vấn đề khác. Còn nó phải nhận lỗi về mình, tại pha này em đánh ngu, em sai chỗ này, thì nó mới có thể hoàn thiện bản thân được. Chứ nếu mà đổ thừa cấm chọn thì tôi nó không tiến bộ, nó kêu ừ tại vì huấn luyện viên ngu quá, đánh đội cấm chọn ngu quá, em đánh không được, thì nó sẽ rất là khó tiến bộ. Nếu mà cứ giữ nếu mà tụi vận động viên á mà lúc nào cũng nghĩ là do cấm chọn á là tụi nó không tiến bộ được. Cho nên tụi nó luôn luôn nghĩ ra pha này đánh ngu, đánh ngu pha này, xử lý lỗi pha này thì thua, kiểu như vậy á. Thì như các bạn thấy là đa phần khi tuyển thủ khi hỏi về những cái lý do thua thì ít khi nào mà tụi nó nói do cấm chọn lắm. Nè thì đâu ở đây cấm chọn giờ đánh gì? Thì cả đội đồng ý là đánh con gì mà thuận tay nhất thì Billy là người chọn Akali. Thì bên kia nó sẽ đánh Rakan Zeri nha. Ở một số thời điểm thì người ta sẽ nghĩ rằng Billy là một người chơi mà thích chơi pháp sư kiểm soát, cho nên sử dụng Akali ở trong cái trận đấu lần đầu tiên sử dụng Akali ở chung kết thế giới rất là khác biệt, và anh ta đã chơi tốt. Trong game 1 thì KT đã thể hiện rằng là họ có cùng đẳng cấp với lại Jindo, với đội hàng đầu thế giới. Tất cả mọi người, đặc biệt là fan KT, thấy cảm nhận được sự tự tin. And then just having it taken away by an amazing opportunistic play from both Ruler and Knight. It was devastating. Thì là Atlas kêu là về mặt cơ bản thì ý là mình sẽ nhắc chữ nha, tức là về mặt cơ bản thì là KT không thua. KT chỉ thua vì cái khoảnh khắc ngôi sao opportunistic á. Opportunity là cái từ là danh từ, nó là cơ hội.
Tức là thua chỉ vì là Ruler với lại Nai đã dùng cái khoảnh khắc ngôi sao của mình để tận dụng cơ hội quá tốt. Thì nó là một cái đòn rất nặng giáng vào KT. Tại vì khi mà bạn thua trước một cái khoảnh khắc ngôi sao của đối phương, thì cảm giác là thí dụ thua cấm chọn, thua triển khai, thì là ok, mình biết cách có thể giải quyết được. Nhưng mà thua bởi vì nó tự nhiên là nó bùng nổ, nó đánh cá nhân hay quá, thì cảm giác rất là no hope, không thể vượt qua được. They might be thinking that it's Baron time, but in goes the quickness from missing. Great knockup, but there is so much damage on KT. Mình đồng ý với cái ý này nha. Để mình chia sẻ góc nhìn cá nhân của mình. Trận này KT thua bởi vì cái gì? Sau trận này thì mình có nói với anh em á, là Jin Dong đã bỏ ra rất nhiều tiền để có Ruler và Nai, và cái trận đấu này thể hiện rằng nó đáng từng đồng luôn. Jin Dong thắng được cái trận này là bởi vì cái những cái khoảnh khắc xử lý của cá nhân. Nếu như không phải là Ruler và Nai ở trong những cái khoảnh khắc đó, thì có thể kết quả nó đã khác. Tất nhiên là mình không nói là KT có thể thắng được một cách chắc chắn, nhưng mà cái trận này, cái giá trị của Ruler và Nai được thể hiện rất là rõ trong cái trận này. Đó chính là khoảnh khắc ngôi sao. Chúng tôi đã vượt lên trước và pha giao tranh nào cũng có mạng. Nếu mà đánh chậm chậm là thắng rồi. Đánh chậm chậm ở Baron là thắng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi đã phạm sai lầm ở cái chỗ đó. Họ đã hơi tham một tí. Họ có thể dồn sát thương Baron, hoặc là tập trung lại và đẩy đường. Này, chia sẻ của BDD. Tôi nghĩ là họ không có tầm nhìn, cho nên là tôi tập trung lại với lại đội của mình, sau đó đi về phía của Orianna và Kai'Sa. Nhưng mà tự nhiên tôi lại thấy là Kai'Sa có một cái stack trên người của mình. À, hộ pha này ác ôn thiệt. Thằng Ruler nó bắn được cái tia truy kích đúng lúc mà thằng BD đáp xuống. Mà mấy cái chi tiết này nè, mấy cái chi tiết này nó bữa mình coi mình cũng không có để ý mấy cái này đâu nha. Là tự nhiên vừa mới tele xuống đã dính một stack điện dịch của con Kai'Sa rồi. Và thấy là Ruler nó vô nó nắc tôi. Nó nắc em. Lulu dính sóng âm đi luôn. Tôi cảm thấy rất là thất vọng vì tôi đã phạm một sai lầm lớn. Đây đang khen Ruler. Nhiều người có thể mường tượng ra được cái pha đó, nhưng mà để thực sự làm được điều đó thì không được. Và Ruler đã thi đấu hoàn hảo pha này. Chúng tôi thực sự uống nàng nào ta? Này nhìn mặt quen lắm. Bữa giờ nãy em để thằng này nhìn mặt quen lắm. Là huấn luyện viên hay là cũ game thủ? Nhìn mày nhìn mặt cũng hơi quen. Tôi rất là ghét Ruler. Tôi đã cảm thấy rằng đó là cái game cuối cùng mà tôi sẽ thi đấu với đội hình này. Và thật sự là thiếu vài bước nữa. Chúng tôi đã thi đấu tốt ở tại mùa giải quốc nội. Nhưng mà cứ điều này nó cứ xảy ra ở trong những trận đấu quan trọng. Thật sự là rất thất vọng.
BDD managed to demonstrate a lot of the things that made him absolutely great this year. He is still a world-class mid laner. BDD đã thể hiện được rất là nhiều điều về mình, vẫn thể hiện mình là một cái mid lane thế giới. KT had the most difficult world's run. Nhưng mà KT đã gặp một cái lịch trình chung kết thế giới khó nhất ở tại giải đấu này. Và nó làm cho tôi rất là buồn cho BDD và KT. Millions of LPL fans would be very happy with that, but I do agree. We want that big upset story, the one LCK team, hopefully against all of them. It's just too good. 근데 그렇게 되니까 오히려 부담감이 더 없어진 것 같아요. 오히려 이제 좋은 기회다. 근데 그렇게 되니까 the one LCK team, hopefully against all of them. Đây tới đoạn này là đi hết rồi nha. KT loại DK. Genji gặp BOG đi rồi. Và vừa rồi là KT bị thua xin đâu mà đi rồi. Thì đang nói về câu chuyện Last Hope nè. Kyria, thực ra thì tôi có cảm giác là nó giảm áp lực. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để có một cái mạch truyện. Chúng tôi có thể đạt được cúp khi mà loại các đội LPL. Và tôi cảm giác rất là hào hứng khi mà nghĩ về cái payoff. Tức là Kyria đã nghĩ về cái kết quả đó. Tức là đối với nó đây không phải là một cái áp lực, mà đây là cơ hội. LCK Last Hope hướng về chiếc cúp thứ tư. Đây là phần giới thiệu của Caster Zoom. For LNG versus T1, I remember sitting there feeling like everything was on the shoulders of T1. Nhưng mà Kyria nói vậy thôi, chứ như Atlas thì cảm giác rất là hồi hộp. Mọi thứ đang đặt lên vai của T1. I was worried because when pressure has been that high over the last couple of years with this roster, they haven't been able to get it together. Atlas kêu là khi mà áp lực lớn như vậy là tôi cảm thấy lo, tại vì với cái đội hình này trong vòng 2 năm vừa qua, tức là tính luôn cả từ năm 2022, đầu năm 2022 tới thời điểm mà tới chung kết thế giới đó, thì Atlas kêu là cái đội hình này mỗi khi mà bước vào những trận đấu quan trọng nhất thì nó thọt. Đó là lý do tại sao mà Atlas nó cảm thấy lo lắng. Nhưng ở trận đấu với Li-Ning thì tôi cảm thấy rất tự tin, tại vì nó không phải chung kết, mới tứ kết à. Đúng là một người hiểu T1. T1 thì không thua trước chung kết. Neil is something that I've heard about. Yeah! 바텀만 놓고 보면 이제 첫 세트 때. Khi mà tôi nhìn tới đường dưới trong game 1. 너네 탐켄치 할 거잖아 하는. Thì họ rất là tự tin. 너네 바텀만 놓고 보면. Khi mà tôi nhìn tới đường dưới trong game 1. 첫 세트 때 LNG가 진짜 녹을 줄. Thì Li-Ning tự tin là T1 sẽ chọn Senna Tahmken. 그걸 세나 닐라로 틀었을 때. Nhưng mà đột nhiên thì T1 chuyển thành Nila Senna. Nạn nhân Andin. Kể về những lần bị T1 về test đội hình ở trong những trận đấu tập. Cái cặp đôi mà đáng nhớ nhất mà tụi em phải gặp ở trong những trận đấu tập đó chính là Nila Senna. Khi mà tụi em bị dẫn trước là tụi em không thể nào mà sang phẳng được cách biệt. Là cái cặp đó đi đường mạnh hơn em nghĩ. Đánh bằng nhỏ mà khô người luôn. Nhìn mình không biết là trước khi lên giai đoạn này là nhìn thằng Andy nó như nào, mà nhìn đúng kiểu nhìn khô người luôn. With the ultimate, something we're gonna have to see if T1 are able to use. Usan will not be silenced yet. Incredible start for anh em đợi xíu. Khi mà chuẩn bị cho phần cấm chọn thì thỉnh thoảng đội bị mắc kẹt.
Cho nên là đội đã phải nghĩ ra những cái lựa chọn gì để vượt qua được những cái lần bị mắc kẹt đó. Tạc Giang đánh Maokai rất là tốt ở cái mùa vừa rồi. Cho nên đội nghĩ là cần phải thắng được giai đoạn cấm chọn này mới có thể vượt qua được Li Ning. Ở Busan thì là đội đã đi dạo và cùng nhau suy nghĩ về việc làm cách nào để đánh bại được những cái vị tướng đó. Những cái vị tướng mà có thể mở giao tranh tầm xa. Khi mà này. Là tôi đã nghĩ tới những cái lựa chọn mà có thể mở giao tranh tầm xa nhưng vẫn mạnh ở trong những tình huống đánh nhau. Khi đó thì tôi đã nghĩ tới Ash. Và đó là cái khoảnh khắc Eureka, một khoảnh khắc tự nhiên đèn sáng lên trong đầu. This is R5 counter big opportunity though, and is it going to be the double marksman in the back? Pick 더 세게 먹고요. 앞에만 볼게. 앞에 앞에. 이렇게 고르다 일단. 해봐. 애쉬 또 걸어 어떻겠어요? 그렇긴 했는데 이번엔 잘 못했어요. 애쉬 또. Thì thật ra tại vì đúng là do bạn đã đánh tốt át từ trước rồi đúng không? Ừ, nhưng mà thật ra trận đó đánh em đánh át cũng không tốt lắm. Hụt ulti nhiều quá. Nhưng mà đó là cái đội hình mà rất là khó để em có thể bắn trúng ulti. Thì lý do là các bạn đang xem nè, là tại vì là cái đội hình của T1 thì không có cái gì để giữ chân trước hết. Cho nên là gần như nó bắt buộc Kera phải luôn luôn là người bắn đại băng tiễn trước. Và một cái đại băng tiễn bắn trước thì trừ khi nào mà cái thằng đó nó bị mất tập trung hoặc là bắn hay quá không né được thì mới trúng được thôi. Còn nếu như các bạn cứ bắn khơi khơi những cái đại băng tiễn như thế này với cái đội hình của T1 như thế này làm sao mà trúng được, nó né hết thôi. Thì cái này nghe giống như là một cái lời biện minh, nhưng mà thực sự em nghĩ là tôi nghĩ là đó là một cái ván đấu mà quá khó để bắn đại băng tiễn trúng. Bạn cảm thấy như thế nào lúc này? Em không có suy nghĩ gì nhiều hết. Đã từng vô tứ kết, bán kết, chung kết rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái cúp thôi. Thì khi nào mà vô địch thì em mới có cảm xúc. Kira đã chuẩn bị cho cái chung kết thế giới này rất là kỹ và luôn luôn sẵn sàng với những lựa chọn khắc chế. Thì tôi nghĩ rằng nếu như bạn đã chuẩn bị tốt như vậy thì bạn xứng đáng có được thắng lợi. Kira đã có tất cả những vị tướng trong tay, đánh gì cũng được. Like this world was finally that meta coming to life and Carrier getting to demonstrate to the world that yeah he's just the best at everything. Thì ở tại chung kết thế giới này thì Kira đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng là mình đánh gì cũng được, đánh gì cũng hay. And Carrier getting to demonstrate to the world that yeah he's just the best at everything. Hôm nay cảm thấy như nào? Rất tốt. Tốt đến mức mà nếu như tốt là một cái tội thì em xứng đáng bị đi tù. So good it should be illegal. Tốt đến mức mà lẽ ra cái này là phải là vi phạm pháp luật. Bạn có nghĩ rằng có thể vượt qua Jindong giống như chung kết thế giới năm trước không? Tất nhiên. Chung kết thế giới này thì tôi cảm thấy thật sự là được phù hộ. Chung kết thế giới này là giống như được là bề trên phù hộ. Ở trong cái tháng đó vậy. Cô độ. Không biết lý do chắc chắn là cái gì nhưng mà em cảm giác như là mình được mọc cánh. Trong suốt cái tháng đó thì em lúc nào cảm giác mình cũng rất là minh mẫn.
맑았던 것 같아요. 이번 LG 시작하기 전부터 뭔가 기도를 많이 했거든요. Trước cái chung kết thế giới này thì tôi đã cầu nguyện rất nhiều. trước khi chung kết thế giới khai mạc thì là tôi đã đi cầu nguyện rất nhiều. Hy vọng rằng mình có thể được có được sự minh mẫn. Cho nên là thấy cũng vui cũng hay. Jin Dong chọn đội đỏ sau khi thắng Tung Đồng Su. Cho nên là tôi nghĩ rằng là họ đã chuẩn bị cái gì đó ở đường dưới. Thì là tôi đã chuẩn bị sẵn những cái con bài khắc chế. Khi mà nghĩ về điều đó thì nếu mà đánh 3 thì không thể nào thua được. Chắc chắn chúng tôi sẽ thắng khi mà đánh 3. Thì tôi nghĩ rằng T1 là một đội mà đánh đội hình Jin với 3 rất tốt. Jin là một vị tướng đi 1-2 tốt. Và nó giúp cho Gumayushi có thể chơi một cái vai trò hy sinh ở trong đội hình của T1, giữ khoảng cách từ xa. Còn Kerea thì có thể di chuyển nhiều để tạo đột biến. Và với 3 thì làm điều đó rất là tốt. Cho nên là đó một cái kế hoạch rất là hay. Nhưng mà có một vài người có một vài người là thở dài khi mà thấy Jin xuất hiện. Tại sao là Jin? Ám ảnh ùa về. Tôi nghĩ rằng cũng được mà. Kerea là một nhà bác học điên. Chơi con tướng gì cũng được. Và tạo ra những cái tình huống mà có lợi cho T1. Nếu như mà có cái meta mà mở rộng thì rất là phù hợp. Chúng tôi đã gặp rất nhiều bất lợi ở trong cái pha xâm lăng. Bởi vì chúng tôi xử lý không tốt. Chúng tôi đã không nghĩ rằng là Wukong sẽ băng trụ. Chúng tôi không nghĩ rằng Wukong sẽ băng trụ. Tại vì mới có cấp 2 à. Nhưng mà Wukong băng trụ thiệt. Chúng tôi đã quyết là phải thôi thì đánh cố gắng hạn chế thiệt hại. Đó là một cái ván đấu quan trọng đối với họ. Và bản thân họ cũng mắc sai lầm. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề là khi mà Ash bắn vào Renata một phát và bị trụ bắn, Ash chết chay bởi vì trụ bắn hai lần. Sau đó thì Renata tốc biến qua tường để dứt điểm Varus. Nên pha đó là khiến cho Jin Dong bị lỗ. Thì là Atlas đang nói pha đó. Là pha đó là mạng rơi vào tay hỗ trợ. Rồi tướng, mạng tiền từ tướng, rồi tiền từ lính cũng rơi vào tay hỗ trợ. Kinh nghiệm này là các thứ. Thì có vẻ như là không tốt. Nhưng vấn đề là số lượng tài nguyên này rơi vào tay của Kerea. Vậy cũng ok. Kerea carry được. Tôi nghĩ rằng là nó ok là tại vì đây là Kerea. Và Kerea có thể có ích khi mà Kerea có được mạng. Nhưng mà game 3 này vẫn khó đối với T1. Jin Dong là một đội mạnh. Jin Dong chơi tốt. Nhưng mà họ, nếu như không có pha Suruma Shuffle thì họ đã có thể thắng được rồi. Cái pha tốc biến của Kalista nhìn rất là ghê. Tôi nghĩ rằng mọi thứ xong rồi.
Và Faker đã không bỏ lỡ cơ hội của mình. Tôi đã có hỏi Ruler về cái pha Suruma Shuffle đó ngày hôm trước. Nhưng mà anh ta nghĩ là tốc biến cỡ nào thì Aatrox với Rata cũng bay vô hốt thôi. Thì họ nghĩ là đã có một pha xử lý lỗi về mặt macro sau khi ăn Baron. Lẽ ra là họ phải sau khi ăn được trụ hai đường giữa thì nên di chuyển xuống bot. Còn khi mà họ đã ở lại khu vực trụ hai đó thì là họ đã sai rồi. Lẽ ra là phải đi xuống bot. Ngày hôm nay thì tôi nghĩ là chúng tôi đã chơi tệ hơn. Thật sự là thất vọng. Bị cuốn vào lối chơi của đối phương và họ di chuyển nhanh hơn chúng tôi. Cảm giác rất là thất vọng khi mà để cho họ kiểm soát nhịp độ của ván đấu. Bạn đã thi đấu chung với lại Keria ở Asian Game thì có gì thay đổi hay không? Thì Keria đã thi đấu chủ động hơn. Và điều đó khiến tôi cảm thấy rất ấn tượng. Thắng thì rất là vui nhưng mà mọi thứ chưa kết thúc. Lúc này thì tôi chỉ cảm thấy vui khi được gặp New Zin thôi. Có một cái so sánh là cái gương mặt của bạn khi mà đánh bại Jin Dong ở 2 năm. So sánh một cái cảm xúc của bạn khi mà đánh bại Jin Dong ở 2 năm khác nhau. Tôi không biết là mình nhìn như thế nào. Tôi không hiểu tại sao lại có cái tấm hình như vậy. Tôi nghĩ là Photoshop. Tôi nghĩ là Photoshop. Nhưng không phải là bạn vui lắm hả? Cũng có. Năm ngoái thì DS là đội chiếu dưới. Năm ngoái thì khi mà đánh bại Jin Dong, khi mà Tiêu Quang đánh bại Jin Dong thì tôi nghĩ rằng là họ nghĩ rằng họ đã vô địch rồi. DS chỉ là đội chiếu dưới. Nhưng mà năm nay, bởi vì những cái kỷ niệm từ năm ngoái, nên tôi nghĩ là những thành viên của T1 đã cẩn trọng hơn. Thì tại vì những sự kiện của 2 năm nó có gắn kết với nhau thôi. Các bạn đã chuẩn bị như thế nào? Mỗi khi mà tôi xem Weibo thi đấu, tôi nghĩ là chúng tôi không thể nào thua được. Chỉ cần chúng tôi lấy cho Zed những con tướng lay game. Chúng tôi thật sự đã dự đoán được cái cấm chọn trong 3 game 100%. Và chúng tôi đã nhờ KDF đánh cái đội hình y chang như vậy. Cho nên KDF đã rất là hợp tác. KDF đúng kiểu quân xanh luôn. Kiểu gì làm đó ngoan vãi.
Chúng tôi cảm thấy rất là biết ơn khi mà họ đã bỏ qua kỳ nghỉ để giúp mình. Lúc đầu thì chúng tôi không biết là có giúp được gì hay không. Tôi nghĩ rằng cái giai đoạn đi đường là khó nhất. Họ có khả năng phối hợp rất tốt. Nếu mà tôi nhớ không lầm thì là mất 14 phút, mất 2 trụ. Kìa ra kìa, em cũng đâu nhớ đâu. Thường người ta nói là thủ phạm là không nhớ. Thì việc được đấu tập đó rất là tốt. Sau 2 ngày đấu tập thì tôi tin rằng T1 sẽ thắng. CV Max cũng bị nghi ngờ. Mặc dù là khẳng định, tôi tin rằng T1 sẽ thắng. Sau khi tập với họ 2 ngày, tôi tin T1 sẽ thắng. Trừ khi nào có gì đó không ổn xảy ra. Nói một cách đơn giản là T1 quá mạnh. Nếu mà họ thua thì chắc là do bất. League of Legends 2023 World's Final live from the Gochujang Stadium in Seoul, South Korea. This is what it is all for. The final hopes of the LPL and the LCK will fight one last battle. Will it be T1 for a record extending fourth, or can Weibo Gaming finish their underdog story and bring another title to the LPL? Năm ngoái khác chó gì? Năm ngoái trước cái trận chung kết khác chó gì. Đánh với DS. Thề. Sáu giờ đánh, bảy giờ đánh, chắc chắn thì có chín giờ phỏng vấn thôi. Nhét tai nghe vào, bước lên sân khấu. Và có mấy thành viên của New Jean gần đó. Thầy xin vãi. Anh giả ngầu, anh giả ngầu, kia ra giả ngầu. Tỏ ra điềm tĩnh. Không giấu được sự sung sướng. Nó khen Hany. Lúc đầu em cũng hơi hồi hộp, nhưng mà thấy New Jean xong em lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cảm giác trước khi thi đấu giống như một giấc mơ vậy. Kira thực sự là muốn có được cái chức vô địch này. Năm ngoái là đánh với lại đồng đội cũ, đánh với những người bạn. Nhưng mà năm nay là đã tới lúc, đây đúng là khoảnh khắc của Keria. Và để chứng minh được là Keria là người giỏi nhất. À, ý bạn Atlas là, để mình nhắc chữ là ý bạn Atlas là năm ngoái là Keria là nói, thực hiện lời hứa với lại Dep. Em sẽ đem lại chức vô địch cho anh. Năm ngoái là tại vì đánh với Dep, năm nay là đã tới lúc Keria vô địch. Breaking is now they take a magical journey over Zeus. He likes this one though. One versus three. He's absorbing so much. The Empress Divine. It comes in, but he's still alive. What's going on? Faker Tidy's up the first. Everyone's just exploding. Four times T1 has lost in a game five. Four times they've been knocked out, and four times they have got back up for this moment. 저는 사실 올해 기억 때보다는 작년 올지 기억이 아직도 더 Thật ra là chung kết thế giới năm ngoái ám ảnh em hơn. Chung kết thế giới năm ngoái nó cứ lẫn vẫn trong đầu em hơn là chung kết thế giới năm nay. Và em cảm giác là trong cái khoảnh khắc đó thì em cứ nhớ về năm ngoái. Lần này thì là vui hơn, không còn cảm thấy hối tiếc nữa.
Cảm giác như được lên mây vậy. Rất sướng. Mức dopamine của em tăng cao. Em sẽ nhớ mãi cảm giác này cho tới lúc mà mình chuẩn bị rời bỏ cõi đời này. Khi mà chúng ta thảo luận về lịch sử của LOL Esports ở trong tương lai, thì là Kyria chắc chắn sẽ xuất hiện trong những cái cuộc thảo luận đó. Chung kết thế giới là thứ duy nhất mà Kyria còn thiếu. Chung kết thế giới là thứ duy nhất mà Kyria còn thiếu. Và giờ đây thì Kyria cũng đã có được nó rồi. Và nó là đủ để người ta có thể đánh giá toàn bộ những thành tích của Kyria. Cái chung kết thế giới này chắc chắn là một cái thở phào nhẹ nhõm cho cá nhân Kyria. Và chắc chắn là chúng ta sẽ còn được thấy nhiều thứ từ Kyria nữa, khi mà không còn phải chịu sức ép ở các giải đấu quốc tế. Kyria cuối cùng cũng đã có được cái cúp vô địch. Và giờ đây là Kyria có thể thoải mái để có thể chứng minh được khả năng của mình. Bạn cảm thấy chung kết thế giới năm nay như nào? Trước khi chung kết thế giới bắt đầu thì là tôi cũng không chắc là chúng tôi có thể thi đấu tốt hay không. Ủa? Anh Luân cho em hỏi chuyện hơi tế nhị một chút à, e có hiểu nha. Trước khi chung kết thế giới bắt đầu thì là tôi rất chắc chắn là chúng tôi sẽ thi đấu tốt. Tôi cực kỳ tự tin, siêu tự tin. Nhưng mà khi nó thật sự bắt đầu thì chúng tôi là bị loại ở vòng Thụy Sĩ. Như một cơn ác mộng vậy. Quá buồn. Tôi đã cố gắng để có thể thay đổi tư duy, tập trung vào năm tới, thay vì là cứ đổ lỗi cho bản thân mình vì những cái sai lầm. Tôi nghĩ rằng là chung kết thế giới này không phải là cơ hội của tôi. Chưa tới thời. Nó là một cái kết thất vọng. Nhưng mà tôi không nghĩ nó là một cái thất bại hoàn toàn. Tôi nghĩ nó là sẽ là một cái động lực cho những cái trận đấu tương lai của tôi. Kết quả rất là thất vọng, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó sẽ là động lực để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tôi nghĩ rằng là vẫn còn có cơ hội để phát triển cho cá nhân mình. Sau khi nó kết thúc thì tôi vẫn háo hức để bắt đầu mùa giải mới. Cũng lâu rồi tôi mới có được cảm giác này. Cho nên là cái chung kết thế giới này nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa đối với tôi. Tôi nghĩ rằng nó có ý nghĩa là sự phát triển và những kỷ niệm đẹp. Tôi đã có được những cái thành công cả trong và ngoài game. Rất nhiều cổ động viên đã chúc mừng tôi sau trận chung kết và tôi rất là cảm ơn. Đó là một cái kỷ niệm đẹp và tôi cảm ơn tất cả cổ động viên. Nhưng mà tôi chưa thỏa mãn. Từ những cái thế hệ trước, những người chơi như là Faker và Dev luôn luôn có được những cái sự nỗ lực sau khi đã có được những thành công và trở thành trụ cột của team. Là tôi muốn trở thành những cái hình mẫu bền vững giống như họ. Và để đạt được điều đó thì tôi phải nỗ lực rất nhiều. Để hướng đến năm 2024 bùng nổ của Liên minh Huyền thoại và bóng đá, ekip bình luận viên Hoàng Luân cần tuyển 5 đến 7 bạn cộng tác viên cho vị trí viết bài. Yêu cầu cơ bản: đối với Liên minh Huyền thoại, có hiểu biết sâu rộng về meta, gameplay Liên minh Huyền thoại cũng như hệ thống giải đấu eSports trong nước và quốc tế. Đối với bóng đá, am hiểu về các giải đấu hàng đầu châu Âu và bóng đá Việt Nam, nắm bắt tin tức nhanh nhạy, có tư duy sáng tạo về việc lên kịch bản. Yêu cầu chung: có khả năng viết lách tốt, văn phong trôi chảy, mạch lạc, logic, giàu tính sáng tạo và quan trọng nhất là có nhiệt huyết, đam mê cũng như tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đổi lại, các bạn sẽ có cơ hội nhận được mức thù lao hấp dẫn tương xứng với công sức và chất xám bỏ ra, được tiếp cận với môi trường social media chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể thao điện tử và có cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp theo định hướng truyền thông eSports. Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia ứng tuyển bằng cách liên hệ gửi CV thông qua địa chỉ email hoangluan.box@gmail.com.
Thay mặt ekip, Lưu xin trân trọng cảm ơn.